phát hiện lời nguyền và kế hoạch đáng sợ của ma quỷ ẩn trong các tờ đô la Mỹ. Bí ẩn nào đằng sau logo nổi tiếng Facebook, Gmail hay hệ thống thư điện tử? Trong cuộc sống hiện đại, hàng ngày có vô số những hình mẫu, logo, biểu tượng của các thương hiệu hay các sự việc chính xác đáng kinh ngạc xuất hiện xung quanh chúng ta. Bất kể bạn đã nhìn thấy chúng ở đâu, là vô tình hay cố ý, thì những biểu tượng đó sẽ có thể trở thành luồng tin tức thâm nhập vào tâm trí bạn. Và mỗi biểu tượng sẽ có ý nghĩa khác nhau, một số trong đó được phát hiện là vô cùng bí ẩn và mang những ý nghĩa không hay. Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Quý vị thân mến, phải mất một khoảng thời gian nhất định chúng ta mới có thể nhận ra rằng những gì xuất hiện trước mắt chúng ta mỗi ngày thực ra là rất kỳ lạ. Nó khiến chúng ta như đang sống trong một thế giới huyền bí và đầy cạm bẫy. 1. Phát hiện lời nguyền và kế hoạch đáng sợ của ma quỷ ẩn trong các tờ đô la Mỹ. Gần đây có một đoạn video ngắn nói về những bí mật đen tối ẩn chứa trong đồng đô la Mỹ. Nó hoàn toàn lật ngược lại khái niệm của mọi người về đồng đô la và thực sự khiến nhiều người phải sợ hãi. Vậy, đồng đô la, thứ mà rất nhiều người đang theo đuổi, đang ẩn chứa những bí mật u ám nào? Với các mệnh giá tiền giấy đô la Mỹ hiện đang được lưu hành là 100, 50, 20, 10, 5, 2 và 1, tổng cộng 7 loại. Trong đoạn video ngắn này, những đồng đô la Mỹ với các mệnh giá khác nhau đã được gấp theo những cách khác nhau, sắp xếp thành những mô hình để minh họa cho những lời nguyền và âm mưu ẩn giấu khiến mọi người kinh ngạc. Vậy, đằng sau nó là những bí ẩn gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên, xem tờ tiền 50 đô la. Nếu được gấp theo video, thì họa tiết xuất hiện sau khi gấp chỉ là luồng khói bụi sau vụ nổ. Nếu gấp những tờ 100 đô như vậy, thì họa tiết xuất hiện sau khi gấp không còn là tòa tháp đôi nữa, mà là một tòa nhà nhỏ. Nếu sử dụng phiên bản cũ của tờ 100 đô la, thì hiển thị càng rõ hình ảnh của một đám khói. Thời điểm đô la Mỹ được coi là tiền tệ sau khi Hoa Kỳ độc lập vào năm 1776 và vụ tấn công khủng bố hôm 11 tháng 9 xảy ra vào năm 2001. Theo góc nhìn trên, thì rất có cơ sở thảm họa trên đã được lên kế hoạch hoàn mỹ mà nhân loại hoàn toàn không hề hay biết. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người. Hãy cùng xem mẫu thiết kế của tờ 20 đô la. Mặt trước là chân dung của Tổng thống thứ 7 của Mỹ, Andrew Jackson, và mặt sau là Nhà Trắng. Nếu bạn dùng kính lúp để phóng to hình ảnh Nhà Trắng, ở giữa như có một ngọn đèn. Trên thực tế, đó là hình ảnh của một người bị treo cổ. Nếu bạn gấp tờ 20 đô la từ mặt trước, gấp hướng ra mặt sau một lần, sẽ xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ, có râu. Hãy mở phần gấp lại, chúng ta sẽ nhìn thấy năm 2020. Tác giả của đoạn video ngắn cho rằng, nếu vụ 11 tháng 9 này có thể được lên kế hoạch trước, thì loại virus toàn cầu đang lan truyền hiện nay cũng có thể đã được sắp xếp sẵn, khiến tất cả mọi người phải đeo khẩu trang. Giống như Anthony Cheng đã nói, con người phải đau đớn đưa ra lựa chọn giữa tác hại của virus và tác dụng phụ có thể có của vaccine. Cho dù bạn chọn cái nào thì cũng bị sa vào một lời nguyền chết chóc. Người bị treo cổ này là một lời nguyền cho nhân loại chúng ta chăng? Nếu bạn dùng kính lúp để nhìn vào tờ 10.000 đô la Mỹ, thì có hai chữ ẩn trong họa văn trên con số 10.000, đó là Hell Satan, dịch ra nghĩa tiếng Hán là Satan muôn năm. Cùng xem quả thiết kế của tờ 1 đô la, có thể nói đây là thiết kế tà ác nhất. Mặt sau của tờ tiền vẽ đầy mạng nhện. Trong nền văn hóa ở Mỹ, nhện có nghĩa là trả thù, đồng thời cũng rất giống với da của loài bò sát. Hoa văn mặt sau trên tờ tiền bên phải là quốc huy của Mỹ, bên trái là hình kim tự tháp bị cắt đi phần đỉnh. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào phía trên bên trái, đó chính là con mắt của thần Horus, còn được gọi là con mắt nhìn thấy mọi thứ. Bên dưới là kim tự tháp Ai Cập, đây chính là biểu tượng của Illuminati. Đoạn video ngắn giới thiệu rằng, con mắt của thần Horus, hay còn gọi là con mắt Ai Cập, được bắt nguồn từ Ai Cập. Ai Cập được cho là nơi nổi loạn chống lại Thượng Đế và là một nơi xấu xa. Bên dưới kim tự tháp có dòng số La Mã, biểu đạt năm 1776. Năm 1776 không chỉ là ngày thành lập nước Mỹ,
mà còn là ngày thành lập của hội Illuminati. Hai chữ Latin trên kim tự tháp là Thiên Hữu Ngô Cơ Nghiệp, có nghĩa là ông trời bảo vệ cơ nghiệp của ta. Nhưng nếu hiểu theo nguyên văn tiếng Latin thì nó có nghĩa là quỷ đồng ý cho âm mưu bắt đầu. Âm mưu gì? Đó chính là dòng chữ Trật Tự Thế Giới Mới được viết trên tấm lụa bên dưới. Hai đầu của tấm lụa bên dưới bị xẻ ra. Đoạn video ngắn nói rằng những đường xẻ này tượng trưng cho cái lưỡi. Lưỡi bị xẻ có một cụm từ cố định, trong tiếng Anh gọi là fork tongue. Từ này có nghĩa là độc ác, phản bội, vu khống. Vì vậy, lưỡi bị xẻ mang hàm ý độc ác. Con vật gì có lưỡi xẻ? Đó là loài bò sát, chẳng hạn như rắn hoặc thằn lằn. Rắn trong kinh thánh có nghĩa là ma quỷ, và một số người nói rằng chúng tượng trưng cho lưỡi của loài bò sát. Hoa văn phía trước của quốc huy cũng rất kỳ dị, nhìn giống khuôn mặt của người ngoài hành tinh, đôi mắt to và hẹp, nhìn như đúc với mặt nạ bằng đồng màu xanh, được khai quật ở Trung Quốc cách đây không lâu. Ở giữa là 13 ngôi sao xếp thành hình lục giác, ngôi sao 6 cánh. Nhiều người ngày nay lầm tưởng rằng ngôi sao ấy đại diện cho người Do Thái. Thế nhưng sự thật không phải vậy. Biểu tượng ấy vốn là của quỷ Satan. Tại sao lại là 13? 13 là con số rất quan trọng. Tương truyền rằng thế giới loài người được điều khiển bởi 13 gia tộc bí ẩn. Mỗi gia đình có một ủy ban gồm 13 người, chủ yếu kiểm soát hệ thống tài chính, kỹ thuật quân sự, truyền thông tẩy não, dân số của con người. Đoạn video ngắn cho rằng số 13 này có năng lượng kỳ lạ vì nó thuộc cung hoàng đạo thứ 13. Thông thường trong chiêm tinh học, cung hoàng đạo chỉ có 12 cung, và cung thứ 13 này được gọi là cung xà phu hoặc cung thiên long. Những thông tin này được giấu trong tờ tiền. Nếu bạn tìm hiểu sâu hơn về chòm sao xà phu, bạn sẽ tìm ra những thứ đại loại như người thằn lằn. Đây là ý nghĩa của số 13. Trên tờ tiền chứa đầy số 13. Hơn nữa, chỗ thẳng với số 1 trên tờ tiền còn lấp ló một khuôn mặt người ngoài hành tinh. Nếu bạn gấp ngược tờ 10 đô la lại, bạn sẽ thấy nước tràn vào bờ cao 10 mấy tầng. Đoạn video ngắn cho rằng điều này có thể đồng nghĩa với một thảm họa tiếp theo. Tất cả những chi tiết trùng khớp trên không khỏi khiến nhiều người sờn gai ốc và tự hỏi, phải chăng thảm họa 11 tháng 9 và nhiều thảm họa khác đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước? Và liệu trên thế giới có một thế lực ngầm tôn thờ ma quỷ đang đứng sau thao túng nhiều sự kiện lớn của toàn nhân loại? 2. Bí ẩn đằng sau những logo nổi tiếng. Cuộc sống chúng ta đang bị nhấn chìm trong một thế giới đầy logo, biểu tượng, một số có thể lan truyền tin tức tiêu cực mà chúng ta không nhận ra. Mỗi biểu tượng ngoài ý nghĩa rõ ràng về bề mặt thì nó còn hướng người xem đến một ý nghĩa sâu xa mà biểu tượng đại diện, đó mới là nguồn gốc thực sự của những biểu tượng. Illuminati, Hội Tam Điểm hay những tổ chức tương tự khác tưởng chừng đã bị chìm vào quên lãng, thì trên thực tế những biểu tượng của họ vẫn đang xuất hiện ở thời đại của chúng ta. Đây được xem là bằng chứng cho thấy có một số người vẫn âm thầm cống hiến cho các tổ chức này. Bí ẩn nào đằng sau logo của Facebook? Không còn nghi ngờ gì nữa, Facebook là một trong những mạng xã hội nổi tiếng nhất thế giới, thậm chí là đứng đầu trong tất cả các trang mạng xã hội. Gần đây, công ty này đã trở thành tâm điểm của tranh cãi về chính sách bảo mật khi bị phát hiện rò rỉ thông tin người dùng cho bên thứ ba, với mục đích thương mại và chính trị. Logo của Facebook chỉ đơn giản là một chữ F được đặt bên trong một hình vuông màu xanh lam. Đây là một biểu tượng khá đơn giản hay thậm chí là tối giản. Tuy nhiên, sự tối giản đôi khi lại là cách tốt nhất để thể hiện những điều thâm sâu. Để ý kỹ sẽ thấy, vị trí ký tự nằm khá lệch so với trung tâm và nó được viết bằng chữ viết thường chứ không phải là in hoa. Điều đó giống một biểu tượng của một tổ chức trong quá khứ mà ít người biết đến. Người ta nhận định rằng logo của Facebook bí ẩn này có thể đang vinh danh một biểu tượng của hội tam điểm có tên là Thubonken, hay còn gọi là Thubonken. Đồng thời, chữ F là viết tắt của chữ Fre, tức là huynh đệ theo cách gọi giữa các thành viên trong hội. Hội tam điểm là một trong những hội kín bí ẩn nhất của nhân loại. Không ai biết rõ nó có từ khi nào. Tuy nhiên,
Hội Tam Điểm được biết đến nhiều hơn ở thế kỷ thứ 8 và đến thế kỷ thứ 11, 12 nó bắt đầu lan rộng ra khắp châu Âu. Tính chất tà giáo của hội này được thể hiện khi gia nhập phải qua nghi lễ rửa tội, nhận một con thú làm thần hộ mệnh như hổ, rắn, gà, ngựa hoặc khỉ, vân vân. Và phải tuyên thệ giữ tuyệt mật các hoạt động. Ngoài ra, trong các nghi lễ họ còn thực hiện các việc như là giết trinh nữ để hiến tế và uống máu sống. Đầu thế kỷ thứ 18, một thành viên trong hội Tam Điểm là Mayer Rothschild, chủ ngân hàng lớn nhất nước Mỹ lúc bấy giờ, đã cùng Adam Weishaupt, giáo sư tại Đại học Ingolstadt, tách khỏi hội và lập ra một hội kín khác có tên là Illuminati, tức là những người được Lucifer soi sáng. Mục tiêu của cả hội Tam Điểm và Illuminati là chống lại tôn giáo, thiết lập trật tự thế giới mới và tôn thờ quỷ Satan. Logo của Gmail, hệ thống thư điện tử nổi tiếng. Gmail của Google hiện là dịch vụ thư điện tử được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Thoạt nhìn, logo của Gmail trông giống một chiếc phong bì được dán kín. Thế nhưng, khi kiểm tra tỉ mỉ hơn, bạn sẽ thấy các đường màu đỏ. Và tất nhiên, điều đó cũng không phải tình cờ, mà qua đó nó sẽ tạo thành một nếp gấp hình chữ M trên phong thư. Rõ ràng, nhìn bề ngoài có thể ai cũng đoán được đó là viết tắt của từ mail, có nghĩa là thư từ. Tuy nhiên, logo của Gmail có những nét tương đồng với tấm vải che phía trước của những tín đồ hội Tam Điểm. Tấm vải này là một phần nghi lễ trong hội Tam Điểm mang theo nhiều ý nghĩa huyền bí. Thật kỳ lạ, biểu tượng kho ứng dụng của Google Play là một tam giác có một đỉnh hướng về bên phải. Nhiều người đồng ý rằng chi tiết này không có gì lạ vì nó khá giống với các nút play trong các phần mềm nghe nhạc. Nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy những biểu tượng hoa văn kỳ lạ bên trong hình tam giác. Không ai giải thích được ý nghĩa của nó là gì. Để hiểu được ý nghĩa của nó, chúng ta hãy thử đối chiếu với một biểu tượng cổ xưa mà hầu hết con người ngày nay không hề biết tới. Dưới đây là hình ảnh so sánh của hai biểu tượng. Sự giống nhau của chúng khiến người xem không thể phủ nhận việc hai biểu tượng này có tồn tại một mối liên hệ nào đó. Như quý vị đã thấy, bên trên là logo của Google Play, còn bên dưới là ký tự của Satan, còn được gọi là dấu ấn quỷ Satan, một biểu tượng chủ yếu được những tín đồ Satan giáo sử dụng. Theo Grimorium Verum, một cuốn sách hắc ám được viết bởi Albert ở thành phố Memphis, Ai Cập, hình ảnh này có niên đại từ thế kỷ thứ 16. Giống như nhiều cuốn sách hắc ám khác, quyển sách này tuyên bố ma quỷ bắt nguồn từ vua Solomon của người Do Thái và giải thích cách thực hiện các giao ước với ma quỷ và những biểu tượng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin khám phá của chúng tôi. Quý vị nghĩ sao về chủ đề hôm nay? Xin hãy để lại bình luận ở bên dưới video cho TCT và mọi người cùng được biết. Còn bây giờ, Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề khám phá tiếp theo.